Anh đây, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Alpat First Journey. Dịch ra tiếng Việt thì mình nghĩ là lối thoát, hành trình đầu tiên. Đây mới chỉ là một bản demo của một con game thôi. Và cái con game này nó là một phiên bản 3D của một con game khác 2D khá là nổi tiếng trước đây, nó tên là Forager. Chắc mọi người cũng có khi là mọi người đã từng xem Forager rồi, bởi vì đó là một tựa game 2D cực kỳ nổi tiếng, gọi là indie nổi tiếng luôn ấy, thành công. Game thì cũng khá là đơn giản thôi, xoay canh việc thu lượm, hái lượm rồi xây dựng, kiếm làm sao nhiều tài nguyên nhất có thể thôi, mở rộng đảo. Đấy thì đây là phiên bản 3D của con game đấy, và cũng là nhà phát triển, nhà phát hành khác luôn. Theo như mình đọc Steam là như thế, bởi vì nếu mà cùng nhà phát triển thì chắc chắn là nó ghi cùng nhau hai con game này với nhau rồi. Nhưng mà mình lại thấy khác, thì mình thấy cũng hơi kỳ, bởi vì là nếu như mà là một nhà phát triển khác mà lại lấy nội dung từ nhà phát triển 2D kia thì chẳng lẽ là ăn cắp à? Hay là sao chép à? Nhưng mà mình đoán là chắc cũng có liên hệ gì đó với nhau. Màn hình menu bắt đầu là thấy bắt đầu 3D đó, đúng chất 3D đó. Đây nè, đấy, đợi loading thôi, xem có được đầu tư không. Thực ra là mình đã xem trailer rồi, và có một điều rằng là cái trailer nó sử dụng các cái suộc về 2D của cái con game Forager, nó giống hoàn toàn luôn, nên mình mới thấy bất ngờ. Trước khi bắt đầu, nếu như bạn kiểu như bạn không công thích cái việc mà click quá nhiều á, thì bạn có thể bật cái chế độ giữ click bây giờ. Kể cả khi trong quá trình game thì bạn cũng có thể mở khóa được cái tính năng này khi đang chơi, hoặc là cái có thể thay đổi nó ngay trong cái phần thiết lập trò chơi, menu thiết lập trò chơi. Active luôn, click nhiều làm gì. Rồi ok, quay trở lại game nào. Thì đấy, mình nên thu thập gỗ và một ít dây, nhấn chuột giữ chuột trái để phá này. Đây là quặng đồng. Thế giống con game Forager vãi lên luôn, nhưng mà là phiên bản 3D ấy. Nào rồi, đây là quặng gì? Quặng than à. Chúng có sao không ta? Mất máu không? Không mất máu. Thế đúng cực, thu thập được cả cỏ luôn. Là đặc điểm của game này nha, là bạn có thể thu thập được tất cả những cái gì có ở trên đảo. Ơ nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu mà mình nhảy xuống nhỉ? Yep, mất xác. Hãy làm một cái workbench để mở được cái phần xây dựng thì nhấn Q. Ok. Kiểu như leo lên Spider-Man à. Nhân vật của mình như kiểu bám tường để leo lên ấy. Thì đây kiểu game này thực ra là cũng là kiểu game indie thôi. Nó cũng trông thì game sáng sủa phết. Bản chất của con Forager kia là 2D. Thế nên là các cái đồ họa mà bạn thấy là nó là cũng pixel. Nhưng mà với con game 3D này ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là cái cỏ của nó có bốn hướng này, tạo cho mình cảm giác 3D. Từ 2D tạo cảm giác 3D thôi. Nói chung là phương pháp này khá là nổi tiếng ở những cái tựa game cũ. Đây, workbench này cần 2 gỗ và 3 fiber, cái dây cỏ đúng không? Rồi. Ấn E để dùng này. Ấy à, cũng như tương tự thôi. Khởi đầu thì cứ đủ 4 dụng cụ đi đã nhờ. Mình cần rìu này, chặt cây này, cần fiber và wood đúng không? Cái xin mình đoán là để mở đảo chắc chắn là có liên quan đến cái trụ cột này. Hiện giờ mình có thể thu thập được tất cả mọi thứ, nhưng mà để mà nhanh hơn ấy, thì tốt nhất là nên dùng dụng cụ. Game không có hề có giới hạn, bạn có thể tự do phá theo ý thích của mình. Nhưng mà như mình đã nói đấy, thì để nhanh hơn thì cần phải có dụng cụ, đó là cách nhanh nhất. Rồi, chế nào, chiếc rìu đầu tiên. Thế cũng mất thời gian đấy, nên trong thời gian này mình sẽ đập. Để mà lắp được cái công cụ vào thì phải mở cái túi đồ ra. Rồi nhấn vào đây, equip vào tool. Một chiếc rìu. Tôi nên nghiên cứu các cái công thức ở trên bàn nghiên cứu bằng cách mở menu. Ok, bàn nghiên cứu này, thiếu gỗ và hoa. Đó, nhanh hơn này, thấy không? Thu thập gỗ rất là nhanh. Hoa nãy giờ đi lên qua lên quanh có gặp được bông hoa nào đâu. Chung là giờ mà muốn gặp hoa thì phải đập thật là nhiều cái chỗ khu vực cây này vào thì có khả năng hoa nó sẽ xuất hiện. Đây, thấy hoa, thấy hoa. Ái à. Rồi có một bông à. À, hai bông luôn. Ok. Hai bông thì mình sẽ chế bàn nghiên cứu nào. Ok. Chế bàn nghiên cứu rồi làm gì nữa? À, vậy là cái điểm mà mình càng thu thập càng nhiều thì cái điểm góc trên bên tay trái càng tăng. Từ đó cũng là cái điểm nghiên cứu của mình luôn. Thì mình sẽ nghiên cứu cửa hàng tơ tằm à. Rồi đấy, nghiên cứu đi. Ở mất nhiều thời gian tí. Nghe đấy gì đây? Cái này phải đủ 2500 điểm nghiên cứu. Mục đích của mình là mở rộng đảo mà. Thì chắc chắn cái đấy là mở rộng đảo đấy. Game khá là đơn giản thôi. Nó rất là chill. Tôi có thể mở rộng và mua một đảo mới trong cái monolith này á. Bằng cái monolith này á hả? Mở đảo mới, nhưng mà bạn ơi, mình chưa có cái gì vậy, chưa gì cống hết tiền cho cái thằng này rồi. Thật luôn nhất, đang tính để dành để nghiên cứu thêm mà. Chứ gì đã cống hết tiền cho cái trụ này rồi, không hỏi ý kiến yes hay no nữa chứ. Chỉ có nhấn thử thôi mà, mới nhấn thử thôi mà. Mà mình cần thêm
Để qua đảo mới thì mình nghĩ là mình sẽ chế một vài cái này trước đi. Cái này là Big X, có thể dùng để kiểu như đào đá nhanh hơn này. Mình cần Big X trước đúng không? Cần 10 Flint đúng không? Cần 8 Flint nữa. 8 Flint, Crab. Trong lúc Crab thì mình sẽ đi thu thập thêm. Trong game này nha, không có một thứ gì gọi là dư thừa hết nha. Cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết. Nên là bạn phải lượm mọi thứ. Mình chỉ sợ một điều là con game này nó có cả cái phương thức gọi là túi đồ nữa. Nên là mình phải nâng cấp túi đồ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là mới là demo thôi, nên là chắc nhà phát triển cũng đang trong cái quá trình phát triển con game này. Khá là ngắn mà. Rồi ok, để xong rồi đúng không? Cái Big Axe là cần gì nữa nè. Ok, mình chỉ cần 7 fin nữa là được rồi. Bộ fin của tao đâu hết rồi? What the fuck, cái fin của mình vừa chế đây đâu hết rồi? Tao mới có sở hữu có 3 vậy? Ở đâu hết rồi ta? Như nó... Ê! Mém tí nữa thì... Ôi dồi, con game này cũng có cần chôn cái speed. Tức là nè, bình thường nhân vật nhảy lên đúng không? Lắc. Có người thường nào mà nhảy lên được như thế này không? Đó, lắc quá. Chắc là đồ rớt xuống dưới rồi quá. Nguy hiểm thật đấy. Ok, chế được cốc bộ. Đó không, đồ vẫn chưa rớt xuống hết. Mà chẳng qua là mình chưa lượm. Ôi, sợ lắm. Cứ đứng yên lượm cho chắc. Đó, thế là bạn đã có xẻng. Rồi, chỉ có cúp nè. Đó, thu thập đá này, copper các thứ rất là nhanh luôn, tốc độ max speed luôn. Ok, mình sẽ quay trở lại xem còn cần chế gì nữa nào. Okay, mấy điểm nghiên cứu này chế hết đi. Kiếm đi, cần fiber đây, cỏ đây, làm dây thần, dây leo. Đấy, chế kiếm, sẽ cần gì? Cần fiber với flint đúng không? Chế thêm một cái flint nữa, khoảng cách thu thập thêm cỏ. Nó đào rất là nhanh, không có gì phải xoắn hết, cứ từ từ là cái gì cũng có. May mà chọn cái chế độ hold click, tức là chế độ giữ chuột thì bạn không phải click nhiều. Thực ra ai thích click thì click nhiều cũng được, nhưng mà heo là click nhiều hư chuột, ngại lắm. Tự dưng đang chơi con game này demo phát hư chuột, không đáng, hiểu không? Rồi, quay trở lại thôi. Chế được kiếm chưa? Vẫn thiếu một fiber, mình sẽ chế thêm flint. Đấy, ok, sau khi mà đã làm xong thì nó sẽ đưa thêm cho mình. Mình lại kiểm tra xem đã đủ chưa? Đủ rồi thì mình lại chế tiếp cái xẻng. À, mình qua trên này mình chế tiếp đồ nghiên thứ để nghiên cứu. Đấy rồi, mình chắc quên nhiệm vụ chính luôn là phải mở rộng đảo. Tức là hiện giờ mình cũng vẫn chưa cần mở rộng lắm. Đổi nhớ là khi mà gặp cái tài nguyên á, thì mình cần phải đổi dụng cụ nha. Làm việc cho nó hiệu quả. Đó. Rồi mình lại đổi dụng cụ qua đây, chặt ít gỗ. Ok, gắn equip vũ khí vào này. Equip sẻng vào này. Ok, equip vào luôn này. Đây là cái đồ ăn. Đồ ăn để làm gì? Chắc chắn là để tăng máu rồi. Và có kiếm thì chắc chắn sẽ có quái. Nguyên lý đơn giản mà ai chơi game và là game thủ cũng đều phải biết, có kiếm là có quái chứ chẳng khi không mà nó cho mày cái kiếm làm gì, đúng không? Wait, cái chữ gì đấy? Cộng 2 extra dick damage hả? What? Mình không hiểu nữa, con game này nó đáng nhẽ nó nên làm tách chữ đây nhá, hơi bị hiểu nhầm. Cho phép bạn mua những cái tơ lụa với bằng tiền, chả biết tiền trong game này có nghĩa lý gì. Vậy đấy, góc trên bên tay trái là tiền trong game à? Mình cũng chế hết cả các đồ trong cuộc pen rồi, mình tập trung vào mấy cái thứ ở chỗ này đi. Rồi, quy xem là chế được cái gì nữa. Glass, kiếm glass ở đâu? Chắc là phải làm cái lò trước đúng không? Tờ tôn, ok. Làm cái lò xem nào. Ui, trượt chân phát là té vỡ mặt. Ôi, mẹ leo tường như bạn như người nhện. Rồi, quay trở lại nè. Đây, có đủ đá để làm furnace này. Đấy, làm furnace thì mình sẽ nung được một số loại quặng, trong đó có cả glass là nung từ cát này. Trong mà cát thì chắc phải mở rộng đảo mới có cát. Hiện giờ ở đây không có cát, còn phải đá với cây thôi. Có lẽ hết rồi đó. Việc mình cần bây giờ là chính là cần phải mở rộng đảo để mới có những cái tài nguyên mới. Nó thực ra cái cột này nó giống như kiểu là nó là một cái mốc tài nguyên ấy, mà bạn cần phải chạm đến. Bạn cần phải đủ tài nguyên ở những cái đảo như này. Thu thập cái gì cũng được, miễn là đủ tài nguyên và nhiều một tí. Thì qua các đảo khác thì nó nhàn. Nếu mình nhớ không nhầm thì chắc là đảo quặng là nhiều điểm hơn đúng không? Được 30 điểm này. Cây được bao nhiêu điểm nhỉ? Cây được có 10 điểm thôi. Ok, quặng đây. Con game này kiểu nhân vật nhá, nó trèo lên như kiểu người nhện ấy. Người nhện simulator. Tôi tải game giống Foreigner nhưng mà là 3D. Thật ra nó lại là game người giả lập làm người nhện. Sony lại đánh bản quyền chết. Ok. Ấy chà. Thực ra là nó có mấy cái vùng là tự nhiên mình trả tiền cho cái vùng cao nhất ạ. Vãi cả cút thật. Thảo nào thấy nó lâu như thế. Thì thực ra ở dưới mình đủ rồi. À, vậy là có mỗi cái cột này để mình mua thôi. Không có những cái không nhiều cột lắm đâu. Ok, vậy là mình cần cát, mình sẽ qua bên này lấy một ít cát.
Đó, giới thiệu mọi người đây là cat nhá. Tôi sẽ làm cho nhanh. Ok đây. Đó, nhìn không? Nếu mà nhóm nhầm thì mình đã từng chơi Forager rồi, mình giờ mình vẫn chưa biết cái tên game đó như thế nào luôn đấy. Thì Forager phiên bản 2D ấy. Cái thực ra Forager lại hơi bị thiếu thốn cat lúc đầu nên là mọi người nhớ hãy thu thập cat khi mà nó có trong tầm mắt nhá. Kiểu như thấy phát là thu thập luôn để nó có thể spawn ra thêm, chứ đừng đợi. Cat là một nguyên liệu khá là hiếm hiếm ấy. Khi mà chơi Forager hãy lấy cat khi có thể. Đấy. Thực ra cát thì cũng có thể làm được từ flint và stone, nhưng mà mấy cái này khá là hiếm ấy. Nhưng mà làm luôn cũng được, từ làm ít thôi. Tự nhiên thấy 5 x 15 là thấy nhiều nhiều rồi đó. Sao mình bảo hiếm nhưng sao nó nhiều dữ ta? Chắc là mình nhầm rồi các bạn ơi. Mình nhầm rồi nha. Không hiếm đâu. Nào để xem nào. Nếu mà được 5 cái thì coi như là cái này là hiếm nè. Ok, 5 cái thật. Mình nhầm rồi. Lỗi mình. Không hiếm lắm đâu. Chỉ cần đi thu lượm phát là đủ mà. Chế cái này thì nó không có tăng điểm nha. Chỉ có đập đồ như thứ nhiều thì mới tăng điểm thôi. Để chế được cái này cần phải có 2 kính và 2 gạch. Mình cũng muốn gia tăng năng suất lắm nhưng mà hiện giờ mình chưa cần lắm. Tức là sao? Tức là mình sẽ làm thêm mấy cái lò nữa, nhiều lò nữa để chế cho nhanh. Mà mới đầu game mà, cứ từ từ bình tĩnh. Không có gì phải vội vàng hết. Đã xong một cái nữa. Giờ mình sẽ chế thêm 2 gạch nữa. Trong lúc chờ chế 2 gạch mình sẽ đi đập thêm một ít đá. Bởi vì mình thấy chế cát các thứ thì khá là cần gạch. Cần rất nhiều gạch luôn đấy. Nhiều gạch, nhiều kiếng. Nói chung là tài nguyên gì cũng thiếu. Khi bạn đã chơi một con game mà farm khủng như thế này rồi thì tài nguyên không bao giờ là đủ hết. Bạn sẽ làm được đủ mọi loại luôn. What the hell, con gà này. Gà này có chụp hình trong game đúng không nhỉ? Nhưng không. Chào gà. Chào bạn gà. Bạn sẽ chết thôi. Giờ thì mình đã có lông của bạn rồi. Ok, mình sẽ mở rộng thêm nữa. Mình thấy rất là hay nhá. Mấy cái trụ này nó đi theo mình này. Kể cả cái vụ leo tường như người nhện cũng vậy. Khá là chăm chút đấy. Con gì đấy? Búp búp búp. Con bướm xinh, con bướm nô chua. Skill shop. Chỗ để mua vải. Cái này giống như kiểu như là update ấy. Update kỹ năng ấy. À đâu phải đâu. Skill này là kỹ năng. Cái này là thật ra là cửa hàng kỹ năng. Cửa hàng kỹ năng chứ không phải là cửa hàng vải. Để mình nhấn xem này, này cần đi. Cần vợt để bắt. Không cần phải chế thêm lò đâu, làm gì, mình chưa cần nhanh. Cái mình cần vẫn là tài nguyên. Cần nhiều tài nguyên thêm tí nữa thì mình sẽ làm thêm đồ nếu mà mình vội. Còn mình không vội thì mình cứ ok, thế này là thong thả được rồi. Cái em để chiêu mà, cái gì đâu mà phải vội vã đúng không? Hai gạch rồi đúng không? Ok, đặt cái spinning well này. Cái này kiểu kéo chỉ. Đó, bạn có thể kéo chỉ này. Làm vợt bắt côn trùng. Được đấy, ổn đấy. Okay, mình sẽ cần 2 gạch nữa để chế bàn gì đấy, bàn phù phép à. Những cái item ma thuật. Game thu thập tài nguyên thì không có tài nguyên nào là thừa. Mọi tài nguyên đều có hữu dụng. Kể cả bạn và tôi cũng đều có hữu dụng hết. À, này phải nhớ đường về nhà nha. Không nhớ đường về nhà là lạc luôn á. Chào bạn gà. Hello, chào bạn lần nữa. E để ít pad à. À, để lấy trứng à. Ok, nhớ trước khi giết gà là phải lấy trứng nha. Xin lỗi bạn gà. Mình xin lỗi bạn. Nhưng mình thích lông gà. Ok, để chế thêm nào. Bàn phù phép. Lần này là có bàn phù phép nha. Những cái quả cầu kính à. Làm cái bắt bọ nhỉ. Thread cần 3 cái. Copper ingot cần 1. Copper nè. Mình đảm bảo luôn, nếu mà bạn mở rộng quá là nhiều khi bạn, mình nghĩ là bạn chơi là bạn sẽ sợ rằng là bạn bị lạc. Không lạc ở đây là không phải lạc đường mà lạc không biết là nên làm cái gì. Kiểu như quá nhiều thứ để khám phá mà trong khi đấy thì mình thì lại quá là bị giới hạn về cái mặt ý tưởng, không biết nên làm gì. Thì theo mình và bạn cứ đi xung quanh này, chặt tất cả những cái thứ mà mình thấy, đánh click chuột tất cả những thứ mà mình thấy cho nó, nói sao nhỉ, kiểu như là chơi một cách không não á. Cứ chặt tất cả những gì bạn thấy đi, chặt hết, click hết, đừng quan tâm nó là cái gì hết. Không cần quan tâm đến thời gian như thế nào, không cần phải quan tâm đến chiến thuật làm sao để end game nhanh làm gì, cứ chặt hết. Đấy, như mình đang chơi cái game một cách không não nè. Đấy, dù mình có tất cả các phun dụng cụ rồi nhưng mà mình vẫn lười, mình không muốn chuyển. Đặc điểm của người lười đó là như thế đó. Bật led một khá lâu đấy. Sinh rod cần cái gì? 8 thread nữa. Ok, 8 thread thì 8 thread. Con gì cơ? Chuột chuối à? Quả chuột chuối này. À không, con rùa, cái đẹp. Cũng cứng phết đấy. Cứng làm sao mà được túi. Cứng đến mấy cũng phải chịu thua thôi. Hình như cái bức nét của mình là xong rồi. Cái vợt bắt của mình là xong rồi. Equipment nào?
Đâu rồi? Có con bướm nào không? Mấy con bướm xinh, mấy con bướm nô đùa đâu rồi? Sắp Tết rồi lại có thể là Tết có nghe được mấy cái bài đấy đấy. Bướm của tôi. Ngon. Có khả năng bắt hụt ạ. Họ trời phết đấy. Em còn chế được cái gì nữa không? Cái này là enable hold click mod, bật chế độ nhấn giữ. Nhưng mà cái này có sẵn trong setting game rồi mà. Tức là mình đang chơi chế độ dễ à? Tăng phạm vi lượng. Nè, không cần đâu. Fishing rod tiếp đi. 8 thread và gỗ. Oh shit, mình lại thiếu cỏ ạ. Nãy giờ toàn tập đập đá mà thì làm gì có cỏ. Lấy cỏ thôi. Mình có nhớ là mình có từng có lần mình chơi Forager đến cái mức độ mà đứng im thôi cũng lượm đồ. Mong là game này nó cũng có chế độ như thế. Cơ bản mình là một người cũng khá là thích cái game mà kiểu như là thu thập tài nguyên khoáng sản ấy. Và bạn sẽ càng thấy thoải mái về sau khi bạn chỉ việc kéo. Đến một thời điểm nào đó mẹ kiểu chill game ấy, chả cần phải đụng vào cái gì hết, chỉ cần đứng im thôi. Không làm mà vẫn có ăn là như vậy đó. Nhưng mà hiện giờ thì đầu game thì phải làm thôi. Những cái thứ này là những cái thứ cơ bản mà. Gọi là con này là phiên bản Forager nhưng mà 3D không sai đâu. Adset các thứ là xài hết tất cả đều của Forager hết. Mình cũng không biết nữa. Mình nghĩ là không biết là có phải là do nhà phát triển người ta bán adset này, hay là nó bán nguyên cả content con game luôn, hay là nó là một tên khác của nhà làm game Forager. Có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra. Ok, 3 cái đủ luôn đấy. Thế là mình đã có thể chế tạo được cần câu cá. Hé hé. Điểm của mình cũng lên 1700 rồi. Mình sẽ mở cái này đi. À, cái này là New Biome, tức là một khu vực mới. Đâu? New Biome đâu? À, bên kia kìa. Để mà qua được bên đó mình phải mở rộng đảo để có thể vươn tới qua bên kia. Em này bắt đầu thấy thú vị rồi đó. Ok, mở rộng hết rồi đó. Chắc chắn là giờ mình có thể qua bên kia một cách dễ dàng, không một chút khó khăn nào hết. Có vùng đất mới khám phá một tí nè. Đâu được đâu. Vẫn bị cản, làm sao để qua? À. Phải nhảy vào đây. Ủa không phải à? E để teleport đến. Ôi giời ơi. Hello. Mất hết đồ rồi, có quay về được không? À, quay về được, return được mà. May quá. Hết cả hồn. Chế được túi này. Khi mà chế cái túi này thì những cái tài nguyên mà mình thu thập được sẽ đáng giá hơn 10%. Ok, nâng cấp được cả dụng công cụ luôn. Tốt đấy. Của fishing rod, ủa? À đây. Tự dưng đang tự hỏi là không biết cái fishing rod mình làm xong rồi mà không biết ở đâu. Xong rồi nha, 60% là có thể có lượng cá. Cái này có thể tạo được 25 credit mỗi 5 giây. Ai, chà, được đấy, credit là cái góc trên bên tay trái mà nó tạo được mỗi giam dây là được 25 đồng à, được nhờ. Em này không biết có double châm không ta, có double châm chắc hay lắm à. Đấy, có cần câu cá này nè, equip đấy. Nãy giờ không thấy cá đâu hết à, hay là mình câu ở cái chỗ không có cá. Bởi vì mình thấy trong game này cũng có bóng dáng của một vài con cá nó đang bơi, thì mình nghĩ là chắc phải câu ở cái chỗ có cá. Có cá hay là cái bóng, có cá mà, cái đấy, à đấy. Ngay mà có cá mà sea whale, câu được sea whale trong biển. Rồi glass orb chế một cái. Vậy là mình có thể chế thêm được là 3 cái một lần. Một artifact này 6 chia 3 bằng 2. Vậy là mình có thể chế được 2 cái nữa mà 2 cái. Ok, vậy là mình vẫn cần thêm cát. Nhưng mà nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Nhiều nhưng mà nhiều, có nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Quy luật bất thành văn. Thế thì vốn dĩ mình treo game thì cũng được. Chỉ có điều là mình không có tài nguyên thôi. Treo game cũng được thôi. Nhưng mà game để chơi mà ai lại đi treo làm gì. Trừ những người mà người ta bận rộn, người ta muốn tìm cảm hứng chơi game thì người ta mới treo thôi. Đã chơi game là phải chơi game chứ không có treo máy để game ở đấy. Thế thì còn gì là gọi là ý nghĩa của việc chơi game nữa, đúng không? Ok. Cái orb đâu rồi? Đây, cái orb đây. Một orb tạo ra được 25 đồng, cứ 5 giây tạo được 25 đồng. Cứ 5 giây là mình được 25 đồng, không phải nói nhiều. Chế được nữa chưa? Ơ? Vậy hóa ra là không phải. Nó thực ra là nó dựa theo cái quy tắc là lượng. Cái quy tắc á, là nâng cấp. Vậy là cái orb này không phải là mình chế được nhiều orb mà chỉ có nâng cấp được thôi. Hết hồn. Thế mà từng bờ mà tính toán như thật.
mục tiêu của mình cũng là chế cái artifact này nữa nè, cũng ngon đấy. Turtle Shell 15, kiếm cái Turtle Shell này với cả bướm mùa thu. Bướm mùa thu. Trong khi đấy thì mình cứ dùng tiền mình nghiên cứu đi, bỏ thời gian nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu thì mình sẽ đi đập một vài con Turtle Shell. Lấy mai rùa mọn mày tới số được con trai ạ. Nhìn con rùa nó đáng yêu quá. Xin lỗi. Đáng yêu đến mấy thì nó cũng phải có hữu dụng về mặt cái vật chất. Xin 2, 4 mai rồi. Mình cần tổng cộng là 15 mai. Vì thế mình sẽ cần thêm 11 con rùa nữa. Mình cần 10 con rùa nữa. Rùa đâu rồi? Ta triệu hồi ngươi. Hiện lên đi. Để ta chế cái máy tạo ra tiền tự động. Cái gì ngoài đời cũng có máy tạo ra tiền tự động nhờ. Như thế thì ai ai cũng mà có ai thắc mắc là việc mà nếu như mà tất cả mọi người đều giàu thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Kiểu như cái khối lượng vật chất của cả thành tinh này đều đủ cho tất cả mọi người ấy. Liệu rằng là lúc đấy là con người sẽ đủ lòng kiểu như không có tham nữa, hay là con người lại tranh giành nhau về việc so đo nhỉ? Nhưng mà nói thật thì suy đi tính lại thì vẫn là lòng tham con người là chính thôi. Dạ, tự nhiên mình thấy khá là đủ đầy. Bên kia nghiên cứu xong chưa? Nó nghiên cứu cái công thức mới xong chưa? Nghiên cứu tiếp đi. Cho phép bạn chế tạo cái vũ khí ma thuật. Nghiên cứu luôn. Địch lâu vậy? 2 phút à? Thế một kỹ năng này cho nhanh nhỉ? Có cái này giảm thời gian chờ. Đây, crafting time giảm này. Mua nhanh hơn không? Tương quan của mình thì thấy 1 giây thì nó vẫn thế thôi. Có lẽ là nó nhanh hơn. Đây nè, tí nữa chế cái này 4 phút mà về còn 2 phút thì ok. Breaker nearby. Ê, cái này là cái đồ để đập tài nguyên khoáng sản tự động này. Breaker này, tức là nó sẽ phá hủy tất cả mọi tài nguyên xung quanh luôn. Ấy da, ấy da, ấy da. Ngon 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 ngon. Nãy giờ chưa thấy con rùa nào xuất hiện hết. Rùa ơi xuất hiện đi. Mình nhớ là còn có một dụng vật dụng ma thuật gì nào là... Ê con rùa kìa. Là gấp đôi được tài nguyên nữa cơ. Mình nhớ mang máng là như thế. Nhưng mà mình không dám chắc. Bởi vì đó là do mình nhớ thôi. Con rùa này nha, thề nha. Nó chỉ cần... Nó đang hướng mặt về bạn là... Hướng này không độ đúng không? Nó chỉ cần quay một quát một phát 90 độ thôi là coi như là bạn không chẳng thể nào phát hiện được nó ở đâu hết. Nhân vật 2D nó là như vậy đó các bạn. Giống như gái anime cũng vậy. Ví dụ đây là gái anime 2D đi, thì nó chỉ cần quay quát một phát 90 độ thôi là bạn chẳng thể nào phát hiện được cô ấy đang ở đâu. Cái nghiên cứu xong rồi à? Đâu, để xem nào. Breaker đâu? Ủa? Học, à đây, Breaker 3 đồng 4 gạch. À cái này ngon hơn đấy. 3 đồng 4 gạch. Có khi nào mình nên chế lò nữa. Chế thêm cái lò nữa đi. Làm thêm cái lò nữa cho nó nhanh. Lên nào. Hey, con game này là còn có cái cách chạy sai bát nữa nhá. Nè, nhìn nha. Nhìn nào. Ví dụ mình sẽ nhảy từ đây. Nhảy lên xong rồi. Xong rồi nhảy qua bên kia nhá. Ớt đi. Ớt. Nhìn nào. Đó thấy không? Đó nó. Nó là như thế đó. Farming Breaker. Đặt đâu ta? Chỗ nào nhiều đảo ấy. Đây là đặt chỗ nào nhiều đảo ấy. Nhiều tài nguyên này nè. Mình thấy tài nguyên này nó farm chậm lắm. Ok, lên từ cái đảo này. Không đi lên từ đây. Đâu radius. Để xem cái vùng của nó đến đâu nào. Nhỏ vậy. Nó không to như mình nghĩ. Nhưng mà nó có thể với được đến đây thì cũng khá là tốt đấy. Thì có điều nếu như mà không to như thế này thì chắc mình thu lại về đi. Không thu về được à? Không thu về được rồi. Không. Một đống đồng của tôi trả lại cho mình đi bạn ơi.